Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Việt Nhật. Hôm nay mình sẽ giới thiệu Shop Việt Nhật sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là đây, một chiếc bút Crappy sản xuất tại Nhật đấy ạ. Chiếc bút máy đấy. Bút này thì rất phù hợp với cả các em đang học chữ này, với các bạn thích viết chữ đẹp này. Đặc biệt là các em từ lớp 1 đến lớp 5 này đang rèn chữ đẹp này. Đây ạ. Đây. Made in Japan đấy. Các bạn có thể quan sát rõ nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem này. Đây. Đây ạ. Đây. Chiếc bút nó trong thế này đấy ạ. Đây. Đây là chiếc bút mà sản xuất tại Nhật mà mình nói đấy ạ. Rất đẹp đúng không ạ? Nó có chiều dài là trung bình này, rất là tiện này, dễ cầm chắc chắn này ạ. Đấy. Đây. Chiếc bút này thì nhìn rất trong suốt được không ạ? Nhìn rất là mát mắt, có thể nhìn rõ từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong ạ. Đây, đây mình mời các bạn xem nhé. Đây ạ. Đấy, đây là mở ra đây ạ. Đây. Đây. Tiếng đóng lại của nó rất là vui tai này. Các em lớp cấp 1 kiểu gì cũng rất là thích thú ạ. Thì mình nghe cũng thấy vui nữa. Đây. Đây, chiếc bút này có đặc điểm là cái bút có cái lò xo đấy ạ. Đây. Cái lò xo này dùng để trợ lực cho ngoài bút nhá. Đấy, đây ạ. Các bạn có thể nhìn rõ hơn ạ. Đây ạ, cái lò xo đấy ạ. Đấy. Chiếc bút này có cỡ ngoài là 0,3 nhá, tương đương với cả ngòi ép nhá. Đây ạ. Đây. Chiếc ngòi được làm bằng cái đầu ngòi này này. Được làm bằng kim loại. Được platinum rất là bền đấy ạ. Cái ngòi này viết rất là trơn và êm luôn ạ. Không có cảm giác dai như kiểu là mình kéo lại ạ. Nhiều lúc mà viết bút mà cảm thấy nó cứ kéo lại mình rất ức chế đúng không ạ? Nhưng đối với cái loại bút này thì khi mình viết rất là êm này. Rất là trơn này, rất là thích này. Viết chữ rất là đẹp và rất là nhanh ạ. Đấy. Đối với những bạn mà lâu không quên sử dụng ấy, không sử dụng đến ấy, thì sau khi mình cần mình sử dụng lại ấy, thì có thể sử dụng bình thường là không bị... không bị làm sao, bởi vì là cái bút này là sử dụng cái công nghệ platinum này, nó chống bay hơi. Đấy, rất là thích luôn. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn là cách sử dụng cái bút nhé. Đối với những bạn mà mới sử dụng ấy, chưa biết sử dụng ấy. Đây. Mình có thể hướng cái bút lên trên này đây. Đây ạ. Đấy. Hướng lên trên. Đây, mình hướng vào bút. Sau đó mình cắm mạnh cái ống hút vào nhá. Đấy. Trong cái thân mực này là có một cái viên bi này. Đấy. Nó trợ cho mình này. Khi mình cắm mạnh xuống thì cái viên bi nó sẽ chạy xuống và nó sẽ đẩy cái mực này. Đấy. Nó tóm lại là rất là dễ sử dụng ạ. Khi mình thực hành nó rất là dễ. Sau đấy, sau khi bơm mực xong này, mình hướng cái đầu ngòi xuống này. Đấy. Hướng đầu ngòi khoảng 20 giây thôi. Khoảng 20 giây thì các bạn có thể viết được rồi này. Nói chung là rất là trơn ạ, rất là thích luôn ạ. Đối với chiếc bút này này, mình có thể thay mực rất là thoải mái này. Khi hết mực này. Đấy. Rất thích đúng không ạ? Rất là mê. Đây. Khi mà hết mực của mình không muốn bơm mực đấy ạ. Mình đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn này. Cái ống mực này. Đấy. Đây ạ. Đây là đây,
mình mời cho các bạn xem cái ống mực cái kèm của nó cũng y hệt như cái này luôn ạ. Đây ạ, đây là cái ống mực đi kèm với bút nhá. Đây, chiếc bút này thì có giá là 70.000 và có một cái ống mực đi kèm. Đây, đấy, có giá 70.000 đây ạ. Khi hết mực mà đây, khi hết mực mình có thể thay bằng cái ống mực này đây ạ. Đây, ống mực của nó đây. Ống mực này thì có giá là 20.000 một ống ạ. Ống mực này có giá 20.000 nhá. Đấy. Nếu mà mình ấy, nếu mà khi mình hết mực ấy và mình không muốn dùng cái ống mực này đắt ấy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn này. Đây ạ. Đây ạ. Đây, có con vớt đây. Đây. Đây, đây là con vớt thường nhá các bạn nhá. À, con vớt thường này thì đây. Khi mình bơm mực này, mình cắm vào ống mực mình chỉ phải như thế này. Đây. Kéo lên và kéo xuống nhá. Kéo lên kéo xuống rất là tiện lợi này. Đấy, rất là thuận lợi đúng không ạ? Rất dễ sử dụng ạ. Đối với các em cấp 1 sử dụng rất là dễ dàng luôn ạ, mà không bị sợ dây ra tay luôn. Nhiều mẹ thường bảo là các con về toàn bảo là khi bơm mực ấy, các con khi bơm xong tay rất là nhăm nhúm, rất là bẩn. Đấy. Thế nhưng mà đối với cái bút này ấy, nó lại rất là dễ sử dụng và sẽ không bị nhem mực ra tay, không bị bẩn đấy ạ. Đấy, không bị nhanh mực đâu ạ. Đây, đây là loại cấp vớt loại thường. Loại này thì có giá là 30.000 nhé các bạn nhé. Đây ạ. Đấy, loại này có giá 30.000 ạ. Đây. Ngoài ra nếu các bạn không mình có thể giới thiệu các bạn thêm một cái nữa là cấp vớt thường và cấp vớt VIP đây này, cấp VIP ạ. Đây là cấp vớt VIP nhé. Đây. Đây, mình mở cho các bạn xem nhé. Đây là cấp vớt VIP ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Wow, rất là bắt mắt và đẹp. Nhìn rất là thích luôn ạ. À, đối với cái con vớt này này thì giá nó sẽ cao hơn một tí, đó là 160.000 một cái ạ, một chiếc này ạ. Đấy, các bạn xem kỹ nhá. Đây, mình có thể nói là tiền nào của nấy đấy ạ. Đây ạ. Đấy, sử dụng rất là tiện lợi luôn ạ. Đây, cái tính năng nó hơn cái con vớt thường này, đó là con vớt thường này này thì phải mình sẽ đẩy lên đẩy xuống này. Đấy, còn nhưng đối với cái con vớt vít này này mình chỉ việc vặn thế này này. Đấy, đây thì mình sử dụng vào đây này. Đấy, chúng ta chỉ việc vặn thế này thôi là có thể bơm được mực rồi. Đây, hút được mực và bơm được mực đấy ạ. Đấy, vâng, vừa nãy mình vừa giới thiệu cho các bạn về hai loại con vớt rồi đấy, một thường một vít rồi đấy. Đấy, còn nói chung là theo mình nghĩ là cái bút này này rất phù hợp với các em bé này, các em đang thì từ lớp 1 đến lớp 5 đấy ạ, đang trong cái thời gian luyện chữ đấy ạ, viết chữ đẹp đấy ạ, thì các mẹ nên sở hữu một chiếc bút này về cho các con này. Rất dễ sử dụng mà viết chữ rất là trơn và đẹp. Nhiều lúc mình mà viết chữ ấy, nó mà bút nó lúc mà viết mà nó cứ bị sật và nó không được trơn ấy, rất là ức chế đúng không ạ? Nhưng mà đối với con bút này thì các bạn không cần lo về vấn đề đấy đâu ạ. Rất là thích luôn. Các con cũng viết rất là sướng. Mà chữ con rất là đẹp, lúc nào về cũng có điểm 10 luôn. Vở sạch chữ đẹp lúc nào cũng điểm 10 luôn đấy ạ. Rất là thích nè. Mà chiếc bút này này rất là đa dạng màu. Đây, có 3 màu đây. Hiện tại là có 3 màu cho chúng mình cho các bạn lựa chọn đấy ạ. Màu thứ nhất là đây, màu tím vừa mình giới thiệu với các bạn đấy ạ. Đấy, màu tím thị trung đây. Đấy, đẹp không ạ? Đấy ạ. Đấy, các bạn quan sát kỹ nhá. Rất là thích. Đấy. Và đây ạ, màu thứ hai đó là cái màu blue, màu xanh ạ. Đây ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Đây ạ, kiểu dáng rất là đẹp luôn ạ. Chấm lại là rất là chắc chắn, rất là thích luôn ạ. Mình cầm mình rất là thích.
và màu nữa đó là màu đen, màu đen, màu đen sang trọng, đấy, quý phái. Đấy, chú Bích có thể lựa chọn một cái màu phù hợp với cả sở thích của mình nhé. Nếu các bạn có nhu cầu mua bút Blackpink này để viết hay là tặng người thân, con em của mình nhé, thì các bạn có thể nhấc máy lên và gọi ngay chúng tôi qua hotline đó là 0983 131528 để được sở hữu những chiếc bút Nhật cực đẹp tiện lợi này. Mình nghĩ là cái bút Blackpink Nhật này chính là món quà tặng ý nghĩa cho người thân của mình đấy ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video của Shop Vinh Nhật ạ. Xin hẹn, xin chào và hẹn gặp lại.